Rồi chỉ có 5 phút thôi. Để làm cho nó đều hết nữa. Màu trên vậy mà nó dễ lên màu không màu dưới. Lên nữa không? Nó thâm nhưng mà nó lại dễ ăn màu hơn. Mình cũng gần không có nghe thèm nghe nó cũng tê nhưng mà được đấy là nó đâu có đau gì nữa. Nó này giống như là cũng tùy người á, có người thì ngủ từ đầu tới cuối, còn có người như là vừa mới đụng kim vô cái là bắt đầu rên này, mà càng rên thì mình càng đi lâu tại vì phải đi kỹ á để lần sau dặm nó đỡ.